Xin chào tất cả các bạn, là mình đây. Các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng nhau tô một bức tranh về chú bò sữa này nhé. Các bạn ơi, như vậy là tớ đã tô màu xong bức tranh về con bò sữa này rồi. Để cùng tớ tô màu những bức tranh tiếp theo thì các bạn đừng quên nhấn like và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tô màu ở tiếp theo nhé.